Này chia sẻ với bà con cây mai vàng nha. Này là rút kinh nghiệm bà con trồng cái cây mai vàng thì đắp cái mô cho nó cao lên. Cái mô này nó ngắn nè. Cái mô này nó khoảng 3 tấc. Đường kính cái mô này nó khoảng 5 tấc, cho nên là trồng cây mai vàng lên cái mô mà nó nhỏ vậy thì nó chậm lớn. Tại nó không có đủ dinh dưỡng. Cho nên mà bà con mà trồng cái mai vàng thì lên cái mô đường kính nó khoảng chừng 1 mét á. Ban đầu mình đắp cái mô thấy nó thô vậy đó, nhưng mà từ từ nó lớn lên thì nó bắt được rễ, nó lớn thì nó nhanh. Trường hợp này là nó bị chai nha bà con. Làm tai chi tới cỡ này rồi nhưng mà lúc đây nó sừng. Này em cắt tỉa cái này em chuyển sang một cái mô mới. Đấy. Chuyện mai vàng mà mình bẻ tai chi để làm những cái dáng thế cổ thì rất là đơn giản. Có cái điều là nuôi nó rất là lâu. Chứ còn chuyện bẻ cành này nọ thì rất dễ. Chỉ có điều là nuôi lâu mà cái giống mai vàng là nuôi là đặc tính nó đã lâu. Cho nên mà bà con mà trồng mai vàng thì đắp cái mô nó rộng rộng ra. Xử lý cái đế cho nó đẹp. Ý lộn, xin lỗi. Xử lý cái mô cho nó bự và nó phải đất nó phải tốt. Xong rồi phần đế, phần rễ thì bà con có điều kiện xử lý một bước đầu cho nó đẹp. Không cần đẹp lắm nhưng mà cũng tương đối. Để sau này cái cây mai vàng mình nó định thành hình rồi thì mình không có chỉnh sửa nữa nha bà con. Ví dụ như kiểu này thì em còn phải chỉnh sửa rất là nhiều. Do mình ban đầu mình chuẩn bị bước ban đầu không tốt cho nên cái bước sau nó khó khăn cho mình. Còn nếu mà ban đầu và con làm cái mô này nó tốt thì bây giờ không cần phải làm nữa. Mình chỉ cần chỉnh cành chi xương này nọ thôi. Mà mai vàng khi mà bứng lên rồi đó, mà vô lại một cái mô khác đó, thì nó phải mất ít nhất cũng 6 tháng nó mới bắt đầu nó phát triển lại. Rất là lâu nha bà con. Đây là mấy cây mai vàng. Thì em quay một cây nữa nha bà con. Thì đây cũng là một em mai vàng nha bà con. Em này mà ban đầu đã chỉnh thành giấy dán lông rồi. Nhưng mà vô tình trong cái quá trình mình bẻ chi xương xong rồi mình làm nó không có thời gian mà theo dõi, cuối cùng nó bị lệch một chút. Tại cái thế lông dáng á, thường thì cái thế lông dáng nó có ba cái đoạn gấp khúc, nó có ba cái đoạn gấp khúc. Thì cái đoạn gấp khúc thì bà con biết rồi, nhưng mà cái đoạn gấp khúc cuối cùng của thế lông gián á, thì cái phần đuôi nó sẽ lệch về phía bên phải mà theo cái chiều của cái đầu con rồng ha. Lúc nào thì khi khi ví dụ cái đầu con rồng mà nó nằm phía bên tay phải thì cái đuôi cuối cùng của con rồng nó sẽ lệch về phía bên tay phải, đó là thế lông gián. Còn cái phần đầu gồng đuôi gồng này nó các cái về dáng thế thì bà con chỉ cần xịt trên Google ha, hoặc là tìm cái các tài liệu cổ thì đều có ghi hết. Và các cái cách làm đầu gồng rồi đuôi gồng chi tai rồi là tỷ lệ cân đối như nào thì trong đó có các tài liệu hướng dẫn hết ha bà con. Đây là một cái con gồng mà phiên bản lỗi bà con. Phiên bản lỗi. Đó, thôi chia sẻ với bà con xem cho vui thôi. Nói chung nuôi một cái cây mai vàng mà để chuẩn thế kiển cổ thì rất là cực. Tại vì dân dân gian hay là người trần gian gì đó có cái câu là mai lão đào tơ, không? Mai thì nó càng lão nó càng đẹp. Cho nên mình làm mai thì mình làm theo cái thế cổ, cổ lão, tại vì buộc buộc bắt buộc. Nó không phải là một cái quy tắc bắt buộc nhưng mà nó gần giống như là một cái quy luật mình theo. Quy luật thì cũng không đúng, nó giống như là một cái kêu bằng là giống như là cái truyền thống á. Em cũng không biết miêu tả như thế nào. Tóm lại là mai thì nó theo cái kiểu già cổ. Mà làm các cái thế cổ thì ta nói ông bà ngày xưa để lại các cái thế cổ
các cái thế hệ tiền bối đi trước á, vẽ lại các cái thế mà ngày xưa các tiền bối chơi á, theo cái kiểu mà phong, theo cái tư tưởng nho gia nho giáo, thì nó rất là cực cho cái thế hệ mà con cháu sau này nó làm. Tuy nhiên nó là vẫn là một cái nét đẹp truyền thống, thì cái đó tùy bà con anh em nào mà thích truyền thống thì cứ theo truyền thống của cha anh, của tiền bối để lại. Còn nếu mà anh em bà con nào mà thích hiện đại, phong cách hiện đại gì đó thì cứ theo thôi. Bình thường tóm lại là mỗi người mỗi cái cách chơi, mình thì mình theo cái cách chơi của tiền bối ngày xưa, những cái thế như là tiều phu hoại tử, long gián, long thăng, lưỡng long tranh châu gì đó, lưỡng long trầu nguyệt gì đó, tỷ muội đồng pha gì, huynh đệ tùm tùm lum hết. Nói chung là rất là nhiều. Về thế gian thì em không rành lắm, này chỉ chia sẻ cho bà con chuyện mai vàng mình trồng mình tạo thế. Cái cây này chỉ mất 4 năm, hiện nay hoành cũng 40 á. Tôi chào tạm biệt bà con.